Nhận định, dự đoán trực tiếp bóng đá Quảng Nam với Hải Phòng lúc 17h00 ngày 17 tháng 7 ở vòng 16 V-League. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Quảng Nam đang thay ra đổi thịt sau khi ban lãnh đạo câu lạc bộ tiến hành thay máu lực lượng với sự xuất hiện Nguyễn Như Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn, Lucas Rocha, Rodrigo Dias và đặc biệt là chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League Hoàng Vũ Samson. Đội bóng xứ Quảng toàn thắng 2 vòng gần đây, lần lượt trước Hoàng Anh Gia Lai 2-1 và Sài Gòn FC 3-1. Thành quả là trên bảng xếp hạng, Quảng Nam đã vươn lên vị trí thứ 11, hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm 17 so với 15. Ở vòng 16 này, thầy trò Vũ Hồng Việt tiếp tục được ở lại sân nhà Tam Kỳ để tiếp đón Hải Phòng. Đây được xem là cơ hội để nhà cựu vô địch V-League gia tăng quỹ điểm, đồng thời tạo ra cuộc bứt phá trên bảng xếp hạng. Trái ngược với đà hồi sinh của Quảng Nam, Hải Phòng đang đi theo chiều ngược giật lùi. Kể từ sau cúp Khải Hoàn 3-2 trước Bình Dương hôm 26 tháng 4, đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng bất khả thắng, thu về vỏn vẹn 3 trên 24 điểm tối đa. Thậm chí 5 vòng gần đây, Hải Phòng bỏ túi duy nhất 1 điểm, điều góp phần khiến họ rớt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trải qua 7 chuyến hành quân từ đầu giải, Hải Phòng chỉ một lần hưởng niềm vui chiến thắng, đó là cuộc đụng độ đội cuối bảng Khánh Hòa ở vòng 3, còn lại hòa 1, thua 5, 4 lần gần nhất làm khách trước Quảng Nam, Hải Phòng bất thắng, với hòa 1, thua 3, bị xé lưới trung bình 2 lần trên trận. Ở hoàn cảnh đó, nên đặt niềm tin vào phe chủ nhà.